bất công, vô lý. Cô hát với cảm xúc của một kẻ thứ ba. Đó là sai lầm trong cách tìm hiểu bài hát. Tôi đồng quan điểm với cô bò kìa. Cô về tập luyện thêm nha. Dạ, Vlay ơi. Thất bại, bế tắc. Ba ơi, mẹ ơi, con xin lỗi. Con không thực hiện được mong ước rồi. Và những góc khuất sau ánh hào quang. Chỉ là con gái của sếp thôi mà. Cùng lắm là ngồi nói chuyện với sếp. Còn tôi bên pha la qua này là nằm nói chuyện với sếp đó. Để coi thử coi sếp nghe lời ai hơn. Đón xem Nữ Hoàng Trong Tầm Tay phát sóng lúc 20 giờ hàng ngày và phát lại lúc 16 giờ hôm sau trên kênh VTV Cấp 10 On Cine.